Bây giờ đấy đất càng ngày càng ít, người càng ngày càng nhiều, mà nếu chôn thì làm sao mà có đủ đủ chỗ, đủ chỗ. Cho nên thầy đã dặn chùa tổ Từ Hiếu là tôi khỏi xây tháp cho thầy cho rồi. Thầy có dặn là sau khi đốt rồi á thì cái tro đó nó đâu phải là thầy nữa, thầy đâu phải chỉ là một nắm tro thôi, đâu đến nỗi tệ như vậy. Thầy là nhiều hơn nắm tro phải không? Thành ra thầy đồng nguyện có xây xây lỡ cái tháp cho thầy ở chùa Đình Quán rồi. Thầy dặn là nếu đã xây lỡ rồi thì phải khắc một hàng chữ phía trước nào. Trong này không có gì, tức là tôi đâu có chịu ngồi trong này, ở ngoài đẹp quá mà tại sao mà chui vào trong đó ngồi để làm gì. Thành ra muốn được giải thoát thì phải giải thoát ngay từ bây giờ, không phải là đợi đến khi thành to hay thành mục rồi mới giải thoát. Ví dụ bây giờ thầy đây, thầy đã luân hồi rồi, thầy không có đời chết mà thầy đã luân hồi. Thầy nhìn các sư con của thầy thì thầy thấy thầy đã luân hồi thành các sư con rất là trẻ. Và có những người tuy là mình chưa gặp nhưng mà họ đọc sách mình, họ tu tập và họ chuyển hóa, họ có hạnh phúc thì mình cũng là họ rồi. Mình đã đi luân hồi rồi và mình có mặt khắp nơi rồi. Tới đâu đợi đến cái giây phút đó mới đi luân hồi. Giây phút đó chỉ còn chút tro thôi. Theo cái duy bị học của mình là luân hồi trong từng phút giây, dì tục trong từng phút giây. À, cho nên thầy nó không có nằm ở trong hướng này mà thôi, thầy đang nằm trong hướng này có thầy hết. Và ở nơi nào có những người, có người nào đang đi những bước thảnh thơi và có hí có lạc đó, cái đó là sự tiếp nối tốt của thầy. Còn cái nắm tro kia đâu phải thầy, không quan trọng. Và nếu mà cái người kia mà họ hiểu được cái điều đó thì họ không có thắc mắc nữa. Mình nhắc cho họ là khi người ta cùng sống thì mình giúp cho người ta hạnh phúc nhẹ nhàng và luân hồi trong khi còn sống. Thì có ở trường đại học Stanford có một câu hỏi là con biết ba con 49 ngày nữa thì sẽ tái sinh. Bây giờ con là trúng âm thân thì con phải làm cái gì, ăn chay nằm đất khổ hạnh như thế nào để ba con khỏe? Thì thầy nói ba cô đã tái sinh rồi, ba cô đâu cần 49 ngày mới tái sinh đâu. Đám mây nó đâu cần 49 ngày để trở thành mưa. Nó có thể trở thành mưa ngay bây giờ và ở đây một phần hoặc là toàn phần vậy thôi. Thành cái chuyện chôn hay thiêu nó không quan trọng mấy, nhưng mà theo thầy thì chôn tốn đất đốt, tại mình thương nhớ thôi thì mình thấy cái tro đó là người đó, nhưng kỳ thực cái tro đó không phải người đó, là người ta thờ xá lợi. Thì cái xá lợi đó là để cho người ta thương tiếc buộc, và mỗi khi nghĩ tới xá lợi là nghĩ tới buộc thì nó có hơi có lợi, nhưng mà cái xá lợi đó không phải buộc, buộc không phải là một cái mảnh xương. Nếu nói buộc Thích Ca là một mảnh xương thì tội cho ngài quá. Bụt Thích Ca đang ở trong mọi người, trong chúng ta. Nếu mình có hiếu, có thương, có an bang thủ ý, có niệm xứ là có bụt trong mình rồi. Bụt là cái đó, chứ không phải bụt là một nắm xương. Cho nên tôi nói thầy đồng nguyện phải khắc vào câu thứ hai. Trong này không có gì mà ngoài kia cũng có gì. Trò để ở trong, trò ở ngoài cũng phải tôi. Câu thứ ba, nếu có gì thì cái đó nó nằm trong hơi thở và bước chân của bạn. Nếu bạn đi mà thong thả và thở nhẹ nhàng và hút là có tôi. Nó rất là rõ ràng. Cho nên mình tùy tùy theo cái căn cơ mà mình nói ăn thôi là để cho họ hiểu. Ví dụ như là một cái thư pháp của tôi viết đó, nó có tôi nhiều hơn một nắm tro, có phải vậy không? Tại trong tư pháp nó có niệm, có định, có tuệ ha, nhiều hơn. Ở trong cuốn sách mà mình đọc á thì nó có thầy nhiều hơn là một nắm tro. Thành nó thầy không có khe, không có để ý tới nắm tro. Nắm tro thả xuống biển cũng được, mà thả xuống sông cũng được, mà bỏ dưới gốc cây cũng được, để nó trở thành hoa thành lá nó tốt hơn nó để trong hũ. Trong hũ nó không có hay bằng. Theo thầy là gì? Đừng có nhốt buộc vào trong hũ, đừng nhốt thầy vào trong hũ.